thứ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Đĩa này đẹp, em mua mấy cái đĩa này. Bố nhỉ, đĩa này ở đây Trung Quốc trong không có đi. Cá voi trắng mẹ sướng nhỉ, ra biển toàn đưa đi mình.